Happy Life xin chào các bạn. Tiết kiệm có thể là chủ đề quen thuộc với tất cả chúng ta. Nhiều người vẫn hay có thói quen dùng tiền tiết kiệm để đầu tư, làm ăn hay đơn giản là tạo ra một quỹ khẩn cấp cho gia đình. Thế nhưng việc tiết kiệm nghe có vẻ đơn giản nhưng lại không dễ dàng trong quá trình thực hiện. Sẽ có nhiều cám dỗ trong thời gian bạn bỏ ống heo hoặc có nhiều người do cố nén chi tiêu để tiết kiệm, sau đó lại tức nước vỡ bờ, mua sắm để bù đắp cho khoảng thời gian gồng mình tiết kiệm. Sau tất cả thì mọi thứ lại trở về điểm xuất phát ban đầu, thậm chí là tệ hơn. Nếu bạn cũng đang nhen nhóm ý định tiết kiệm tiền sau bao lần thất bại, thì đây là một video bạn không thể bỏ qua. Tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền là rất rõ ràng. Nó có thể giúp bạn đối phó với các khoản chi phí không có trong kế hoạch và giúp bạn có một tương lai thoải mái hơn. Tuy nhiên, việc tìm ra số tiền nên trích ra hàng tháng để tiết kiệm có vẻ khá khó khăn. Nhiều chuyên gia đặt mục tiêu nằm trong khoảng từ 10% đến 20%. Nhưng đó không phải là quy tắc vàng. Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ về điều đó, cũng như phải đánh giá dựa trên hoàn cảnh thực tế của mình và chia lại số phần trăm thích hợp. Bạn có thể thử chia ngân sách của mình thành 3 phần, 50, 30, 20, với 50% phục vụ các khoản cố định hàng tháng, nhất định phải chi, như tiền nhà, tiền xăng, tiền ăn uống. 30% cho những khoản phát sinh trong tháng, như một món đồ thật sự cần thiết hay tiền mừng đám cưới của bạn bè, người thân, v.v. Và 20% cho tiết kiệm và trả nợ. Theo quy tắc 50-30-20, danh mục tiết kiệm bao gồm quỹ khẩn cấp, quỹ hưu trí và các mục tiêu tiết kiệm trong dài hạn, có thể kéo dài từ 3 đến 5 năm, thậm chí là 10 năm. Sau khi tính toán, bạn có thể tìm ra ngưỡng tiết kiệm thích hợp với bản thân, có thể thấp hơn 20% hoặc cao hơn. Miễn là bạn cảm thấy thoải mái và có khả năng theo đuổi mục tiêu này trong dài hạn. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là: tôi cần tiết kiệm đến bao giờ? Và mất bao lâu thì tôi có thể trở nên giàu có hoặc có thể sử dụng số tiền tiết kiệm này để làm giàu? Khi đã tiết kiệm đến một thời điểm nhất định, bạn có thể làm một bài test nhanh về 8 cấp độ để xem mình đang ở cấp độ nào và còn phải đáp ứng bao nhiêu tiêu chí nữa mới đạt được tự do tài chính. Cấp độ 1. Không phải chi tiêu chỉ dựa vào tiền lương hàng tháng. Cấp độ 2. Đủ tiền để bỏ công việc hiện tại trong một khoảng thời gian. Cấp độ 3. Đủ tiền để sống thoải mái và vẫn tiếp tục tiết kiệm. Cấp độ 4. Linh động về thời gian. Cấp độ 5. Đủ tiền để chu cấp cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống khi nghỉ hưu. Cấp độ 6. Đủ tiền chu cấp cho cuộc sống khi nghỉ hưu một cách thoải mái. Cấp độ 7. Đủ tiền để chu cấp cho cuộc sống mơ ước khi nghỉ hưu. Cấp độ 8. Nhiều tiền hơn mức bạn mong muốn chi tiêu. Vậy với cấp độ hiện tại, tôi cần kiếm, tiết kiệm, đầu tư bao nhiêu tiền nữa thì mới có thể nghỉ hưu? Hãy cùng Happy Life tính ra con số của bạn nhé. Công cụ tính Retirement Time Calculator tại website Happy Life có thể giúp bạn xác định số tiền cần phải tiết kiệm mỗi năm để có được một khoản tiền hưu trí mơ ước trong những năm nghỉ hưu của bạn. Bằng cách nhập các yếu tố đầu vào như số tiền bạn muốn chi tiêu mỗi năm hay chi phí sống, số năm làm việc của bạn cho đến khi quyết định nghỉ hưu và bạn nghĩ mình sẽ nghỉ hưu trong bao lâu, công cụ tính sẽ xác định số tiền bạn cần tiết kiệm hàng năm để đạt được mục tiêu. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhìn vào bảng và bắt đầu điền chi phí sống mong muốn hàng năm dựa trên số tiền bạn chi tiêu hiện nay, từ đó quyết định số tiền cần thiết để sống trong thời gian nghỉ hưu. Đối với hầu hết mọi người, con số chiếm khoảng 80-15% chi phí sống hiện tại. Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở khoảng 3-4% dựa trên tỷ lệ lạm phát trung bình mà chúng ta đã chứng kiến trong 10 năm qua. Số năm làm việc đến khi nghỉ hưu. Số năm bạn dự định làm việc cho đến khi nghỉ hưu. Nếu bạn dự định nghỉ hưu ở tuổi 65 và hiện tại bạn 25 tuổi, bạn sẽ nhập 40 vào ô này. Số năm tiếp tục sống sau khi nghỉ hưu. Thời gian bạn nghĩ mình sẽ nghỉ hưu. Nếu bạn nghỉ hưu ở tuổi 65, hãy giả sử bạn có khoảng 20 năm nữa. Số tiền đầu tư ở thời điểm hiện tại, vốn ban đầu, được hiểu như số tiền bạn bắt đầu đầu tư ngày hôm nay.
số tiền có thể đầu tư hàng năm, vốn thêm định kỳ, số tiền bạn có thể tiết kiệm mỗi năm để thêm vào khoản đầu tư của mình. Tỷ suất lợi nhuận mong muốn. Tỷ suất lợi nhuận trung bình ước tính là khác nhau. Một số cố vấn tài chính sẽ cho một con số dao động từ dưới 5 đến trên 12%. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng con số 5% nếu bạn đầu tư vào các quỹ trái phiếu, quỹ chứng khoán. Còn nếu bạn là nhà đầu tư tích trữ theo phong cách đầu tư của Warren Buffett, bạn có thể điền từ 15% trở lên. Và rồi, hãy ấn vào ô, tính toán con số của bạn. Đáp án của bạn là bao nhiêu? Bạn có bất ngờ và cảm thấy có thêm động lực cũng như mục tiêu trong hành trình sắp tới? Nếu có thắc mắc về cách điền cũng như cách tính công thức, bạn có thể bình luận dưới video này hoặc nhắn tin cho fanpage Happy Life để được hỗ trợ thêm thông tin nhé. Đến đây thì video xin được phép khép lại. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, nhấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, kinh doanh, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.